trời. Vâng, đây là một hình nền desktop trông rất là ngầu. Nhìn như kiểu anh chàng này đang bị nhốt trong chiếc máy tính của mình vậy. Vâng, hai anh chị này tham gia giao thông mà không đội mũ bảo hiểm. Nếu gặp tai nạn giao thông thì chắc chắn sẽ khó giữ được tính mạng cho mình. Nên hai anh chị này đã chọn cách chở theo một chiếc quan tài để lo hậu sự cho mình. Một ý tưởng rất là tiền lời đúng không anh em? Sao ở trong bồn cầu này lại có vết son nhỉ? Hình như có cô gái nào vừa hôn vào đấy thì phải. Đây là cách để bạn ăn trưa mà không cần phải rửa chén. Chả cần phải đi tập gym cho vất vả. Anh chàng này đã chọn cách cắt tỉa bộ lông của mình để sở hữu một cái bụng 6 mũi. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Khi nhà bạn không có bàn là, hãy nấu một nồi nước sôi rồi lấy nó để ủi đồ như thế này. Đảm bảo áo quần của bạn sẽ phẳng phiu ngay. Khi con rắn này đã quá chán với việc phải bò thì nó đã chọn cách bắt taxi để hoàn thành chuyến đi của mình. Xin giới thiệu với mọi người, đây là một bộ trang phục chống nắng được làm từ rơm, rất thân thiện với môi trường. Vâng, đây là một căn phòng đa năng. Căn phòng này sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu tối thiểu mà bạn cần đến. Ui dồi ôi, ông nào lắp cái vòi nước mà nhìn chán thế nhỉ? Vâng, đây là một cái thìa kết hợp dao cạo râu, một sản phẩm rất là tiện lợi dành cho đàn ông. Ui dồi ôi, mấy cái bánh này trông buồn cười thế nhỉ? Nhìn mặt mấy con chim này tấu hài vãi chưởng. Vâng, khi chiếc yến xe đạp của bạn đã bị hỏng thì đây là cách để bạn khắc phục điều đó. Ui dồi ôi, con má đứa cắn này có cái tay dài thế nhỉ? Ô, con má đứa cắn này thò tay vào quần làm gì thế? Hình như nó đang bị ngứa thì phải. Vâng, một miếng sushi đặt trên một chiếc dây thì cũng được gọi là sushi. Ui dồi ôi, gặp cái trường hợp này thì phải xử lý như thế nào đây anh em? Bây giờ là phải bỏ cái túi sắt đi hay là tiếp tục cầm nó để đi đến cuối hành trình? Khi con bò này đã quá chán với việc phải đi bộ thì nó đã chọn cách bắt xe buýt để đi về nhà. Ảo thật đấy. Khi cái lò nướng nhà bạn đã bị hỏng thì hãy tận dụng nó để làm một cái thùng thứ như thế này nhá. Và đây là khi gia đình Godzilla đang chơi game.